Chào buổi trưa tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 10 tây tháng 11 2023. Đây là tin tức của Đài Mỹ, Đài CBS, Morning News, ABC News, ABC News. Mình tên là Nguyễn. Xin dịch cho mọi người nghe tin tức trực tiếp từ Đài Mỹ. Họ nói cái gì thì dịch cái đó ha. Chào buổi trưa tất cả nhà. Chúc tất cả chị em có một buổi trưa vui vẻ và mạnh khỏe. Hôm nay là bữa thứ sáu hấu nhà happy weekend cuối tuần vui vẻ hết à để đi xe hai cái rồi báo tin tức nha à, hôm nay là không có nhiều thời gian đó cần run now time very fast và yeah, sẵn đây nói luôn nếu anh chị em nào thích xem chương trình của UNV mong mọi người nhấn like chia sẻ để đài cho thêm nhiều thời gian báo tin tức cho cho vui, vui ha à, chào canh Pham quanh Thị Ngọc Trần Lan Châu à, uh, Kevin Train hầu oh, on à, uh, Kevin Train à, uh, quanh Thị Ngọc Trần Hà à, uh, Hoàng Anna Hồ chào em nha uh, The Real uh, Hương Võ hôm nay đây Lucky là của SQ. báo cho chúng ta biết Đông Bắc ở Louisiana cái mùa gặt hái lần này đó là nhìn thấy khối bụi bay lên mịt mù đang gặt hái soybean đậu nành. xôi à, biên đậu nành này đó, thì ở đây cây này thì nó có cái hộp nhỏ trong đó. Nhưng mà theo ông này nói, đây là không có quen theo cái kiểu cái cây nó như vậy. Mùa hè mới vừa qua, nằm ngay thành phố Franklin, và bên Louisiana thì chỗ này nó bị khô khăn. Liên tiếp mấy ngày, bảy ngày trời nóng đó, nó làm cho cây bị hấp chín. Rồi còn thêm tội tệ nữa, đó là giữa tháng 7 cho tới tháng 8. Liên tiếp sáu tuần không có mưa, không có một giọt. Theo ông này nói cho biết mỗi ác cờ của ổng thì ông mất khoảng chừng 15% những cái cây trồng à, đậu nành. Ông ta nói tất cả những gì ở trong những trồng trọt với tỷ như mà mình không có lấy lợi được của trong đó thì nó bị mất, thiếu hoàn toàn. khi lần này trong năm nay những cái chỗ mà cánh đồng trồng những đậu nành này thường thì ban ngày nó nóng nhưng mà ban đêm thì nó được mát nhưng mà trong năm nay ban ngày nóng ban đêm cũng nóng làm cho những cái cây đậu nành ở đây càng ngày nó càng khó chịu thêm người dân ở đây cũng vậy without field irrigation harvested a near total loss in yield per acre. Có nhiều người đó trồng rồi thì đa số là bị hư, bị hư giống hết luôn. Giống như những cái cây đậu nành trồng ở chỗ này, có nhiều cái khu đó nó nóng quá, nó bị hư, nó bị hư hết rồi bỏ luôn đó cái mùa hè mới vừa qua đó là mực mùa hè uh, cực kỳ nóng tất cả mọi người nói chuyện với những người nông dân bạn bè của mình trong mùa hè năm nay thì họ cũng nói cho chúng ta biết năm nay rất là khô khan ảnh hưởng hết cho tất cả những người trồng trọt từ bên california cho tới những tiểu bang khác nữa cả luôn tới mississippi cũng bị ảnh hưởng giống như ông này ông ta nói không có đủ nước để mà cho chịu đựng về cái chuyện mà trời nóng liên tục như vậy ở đây đó là ổng vừa trồng peanut những cái uh, đậu phộng đó và trồng luôn cotton năm nay là cái như thất bại hoàn toàn trời quá nóng mưa quá ít và hai phần ba những cái cây uh, cotton của ổng trồng ra là không có xài được bị hư trơn trong lúc này đậu phộng hư hết phân nửa rồi, phân nửa mới, mới xài được thôi. Và ông nói, tôi đã trồng trọt như vậy đó, làm người nông dân đã 40 năm trời. Tôi chưa từng bao giờ thấy cái trường hợp nó tồi tệ như vậy xảy ra. Trời đất khô khen đó. Về cái form của ông này thôi, cái chỗ của ông thôi là ông bị hư hại lỗ khoảng chừng 1.2 million dollar, 1.2 tỷ đô. Nếu mà vài năm nữa mà cứ tiếp tục như vậy đó thì sẽ bị thảm khốc thêm nữa, sẽ khỏi dòng luôn đó. Và còn cộng thêm nữa cái dòng sông Mississippi trong lúc này nước đang thu xuống rất là thấp. Ok, đó là của đài CBS báo cho biết còn đây là của đài ABC báo cho chúng ta biết. Anh này là 28 tuổi tên là Logan Paul. Một cái người nổi tiếng của social media. Anh ta có tổng cộng tính chung là hết nhiều chỗ đó là anh ta có là 91 million người. 91 triệu người trên thế giới follow, coi những video của anh này. À, anh ta có rất là nhiều người follow qua ảnh nữa. Anh này là một trong những người mà đầu tiên là nổi, là nổi ở trên Hoa Kỳ, nổi trên thế giới, trên YouTube là rất là nổi. À, ở trên đó đây là không phải nổi bình thường đâu nha anh ta nổi anh ta làm bất cứ cái gì bay bất cứ nước nào trên thế giới anh ta là người youtuber đóng à, làm quay pin đủ chân đó trên youtube và cả luôn làm rất là nhiều chuyện tới ngày hôm nay là thêm một cái nữa đây là cái mới nhất của anh ta đưa ra mà bán à, ở trên thị trường bất cứ chỗ nào. Đó là cái nước uống mà energy drink giống như nước mà à, kiểu Monster gì đó. Đây là cái nước của ảnh chế ra, đây là nước này tên là Prime. Mới đây nhất là cái hãng của ảnh bán được đó à, của nước này đó bán được tổng cộng là một billion những cái lon nước như vậy. Đó là kiếm được cái số tiền là 1.2 billion dollar uh, tiền mà lời đó. 1.2 không phải là million nha, là 1.2 billion dollar chứ không phải million. hiện tại thì tài phỏng vấn anh ta nói cho biết là à, tôi nhìn thấy cái chuyện mà làm những cái nước uống ở trên hoa kỳ thì những cái cách làm hoặc là những cái formula để trong đó rất là cũ rồi tôi đây muốn thay đổi một cái mới để cho người ta xài à, đây là tôi làm sao để cái product nhìn nó tốt hơn làm cho người ta uống nhiều hơn À, theo của trong cái nước của Prime này đó là không có đường ở trong này. Như mà nước này có là 200 trăm gram cà phê nằm trong một cái cái, cái cái lon nước đó thôi đó. Giống như ông Chuck Schumer là một trong những người làm mà dân biểu ở bên New York cũng đưa ra nói về chuyện này, nói là cái nước này nó kêu bạn nó có hại đó. Đó là nói là cái hãng của ảnh đưa ra quảng cáo chủ yếu là dụ cho những người trẻ mua. À, đài hỏi à, gì chứ, mọi người bán những cái nước đó có phải là bán cho trẻ em hay không? À, nếu mà nói kiểu như vậy đó, thì nói vậy rất là nặng đối với chúng tôi đây là để tôi nhảy vô nói về chuyện này à cái hãng của chúng tôi đó là cái hãng theo cái kiểu như social media có nghĩa là đông người để ý tới biết tới thì người ta mua tất cả những cái gì mà về social media đó thì phải nói là data nói là người ta xem như thế nào và nhìn thấy người ta coi ra làm sao và số lượng người ta coi thì chúng ta sẽ biết. À, 90% những cái người mà coi video của tôi ở trên YouTube đó à, <laughs> đó là những cái người mà lớn tuổi. À, trên 18 tuổi không đó. À, theo của tôi cũng được biết đó là theo của Instagram nói cho biết à, là bao nhiêu phần trăm bao nhiêu phần trăm những người trẻ coi của chúng tôi đó tính ra là à, người trẻ không có nhiều chân toàn là những người trên 18 tuổi không. Nhưng mà con cái theo của ở nhà nghiên cứu nói là cũng rất là lo những người trẻ à, uống những cái nước mà energy drink thì nó có hại chứ nó không có lợi is contained in energy drinks have no place in the diet of children and adolescents. Dạ, nói là những cái capin, chất cafe nằm ở trong nước energy drink thì không có thể nào cho trẻ em uống được. young. Yeah, I mean giống như anh những người mà theo đuổi anh coi như của anh đó là những người trẻ thì nói như vậy. caffeine consumption isn't recommended for từ xưa tới giờ đó, cà phê, cà phê nằm ở trong đó. Thì tất cả cà phê là không có cho những người dưới 18 tuổi từ xưa tới giờ đã như vậy rồi mà. Đây là không phải là riêng của về Prime không, nhưng mà về chung hết tất cả. À, tất cả mọi người phải uh, thông minh một chút xíu, hiểu biết rõ ràng là mình bỏ vô cái người của mình, cái nước gì ra làm sao. Logan anh Logan này nói cho biết anh ta đồng ý. Đó là anh ta tới ngày hôm nay, anh ta đã lớn hơn hồi lúc trước rất là nhiều. Ta anh này là nổi tiếng ở trên Internet, nổi tiếng trên YouTube. Đó là anh nổi tiếng từ hồi nhỏ xíu. Có nghĩa là từ nhỏ anh làm YouTube cho tới lớn luôn tới ngày hôm nay là 28 tuổi đó. À, đài nói à, có nhiều người là rất là thích thích ghét anh lắm <laughs> à, anh nói à, như vậy cũng vui lắm à, có nhiều lúc chính tôi tôi cũng ghét bản thân của tôi à, đối với như vậy trên so social media đó à, những cái gì mà quay của video ra đó à, không có phải là sự thật đâu mọi người nên nhớ kỹ anh ta nói như biết đó À, mọi người nên bỏ điện thoại xuống, à, ra bên ngoài, à, nhìn ở ngoài trời, à, đi ra ngoài chơi. Nhiều khi nó khác đó. À, đứng à, hít hơi thở ở ngoài, cái à, lấy hơi nó tốt hơn đó. À, đài hỏi ảnh, ảnh định làm gì, những gì kế tiếp? À, anh ta nói, tới ngay bây giờ thì tôi muốn trở thành một người cha tốt vậy thôi. Um, từ trước tới giờ đó thì thì có nhiều chuyện mình làm nhưng mà tốt nhất mình làm đi con đường nào mà nó tốt ốt để mà cho con cái của mình để coi sau này nữa còn đây là của đài ABC báo thêm cho chúng ta biết tên ngạc này à, đây là những người bạn bè à, người thân của cô này nằm bên New Jersey họ rất là buồn về cái chuyện mà cái cô, chuyện xảy ra với cô ta. À, cô này đó là cái người mà đi học đại học còn rất là trẻ. À, cô ta bị đạn ở đâu đó bắn chúng. À, chuyện xảy ra là súng đổ ở ngay chỗ National Park, à, ngoài các hạt đó, vào bữa thứ ba thì đạn bắn sau đó chúng vô cổ mút đằng xa đó. À, anh này đó là cái người mà nói là anh ta là cái người nổ súng nổ súng là bắn chúng lạc đạn chúng cổ bị chết đó cái cô đó là đang đi bộ thôi đi bộ ở ngay cái kem bịch gần đó thôi thì cái chỗ trường học đó thì đằng này nổ súng bắn lạc đạn văng chúng đầu cổ chết đó À, theo của cảnh sát nói cho biết là cái anh đó anh, anh nghiệm súng, anh nghiệm ngay một chiếc xe mà chạy ngang. Đó là theo cảnh sát nói. Nhưng mà anh nghiệm sao không biết bắn, sao không biết dân chúng cô ta à, bắn từ ở bên đường bên kia văng qua tới bên đây. Lúc đó là cái cô đó đang đi bộ ở trên cái chỗ track như vậy. À, hồi lúc tháng 8 vừa qua thì các anh này đã bị à, cảnh sát bắt và đã bị phạt rồi không biết tại sao mà thả ra rồi lại trở thành như vậy rồi sau khi đó anh ta được thả ra và đi bác sĩ hai lần bác sĩ nói cho biết và nói là anh ta phải cần lên tòa nữa tại lúc đó hồi lần trước đó là ảnh bị vậy rồi sau khi đó là bác sĩ cho ra ai gì gì đó rồi sau khi đó anh cầm súng anh đi bắn đó have... tới ngày hôm nay thì ở ngay tiểu bang ở chỗ này ở bên New Jersey đó họ đang kêu gọi là phải cần thay đổi cái luật đại đó nói người nào có tội gì gì đó phải đâu ra đó rồi mới được thả ra chứ không phải thả ra ngoài thả ra ngoài rồi một ba mua súng cái tự nhiên nghiêm bắn xe chơi gì đó nói là cái người đó có tâm thần xâm tên rồi bắn sao lạc đạn chúng vô bên hông để chết người đó đây là những cái người mà trong trường đại học ngồi rất là buồn tại cô đó là xui xẻo đó đi bộ rồi sao cô đó bắn cái chúng cổ đi luôn đó that's a very crazy nha yeah. yeah very crazy xui xẻo gì thôi á yeah. còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tên ngày hôm nay đây là của đài cbs báo cho biết đây là theo của đài cbs báo cho biết là fbi đang điều tra đang điều tra về cái chuyện mà những cái lá thơ mà của những cái người nào đó gửi tới cho những cái người mà làm coi về phiếu bầu trên hoa kỳ ngay bây giờ thì theo của cái nhóm điều tra biết về chuyện này nói cho đài biết À, nói cho biết là hiện tại họ đang coi xem xét khoảng chừng hơn 10 cái thơ khác nhau. Những cái lá thơ này đó là được gửi tới cho những cái tiểu bang này giống như gửi tới bên Washington uh, State, Oregon, California, Nevada, cộng luôn Georgia. Có lẽ là những cái thơ đó là gửi nằm về ở hướng uh, Tây Bắc đã gửi tới. Ở trong một số những lá thơ này đó, nó có những cái thuốc độc phẩm nằm trong đó. Ngay lúc này thì họ đang vẫn còn test coi coi những cái lá thơ này là ai là cái người mà gửi ra à một trong những cái uh, lá thơ đó gửi những cái chất nồ chất độc phẩm trong đó là gửi tới những cái người mà làm ở bên Georgia trà uh, coi về phiếu bầu ông này đó là cái người mà xếp làm ở bên uh, Georgia, trà ông biết rõ ràng là cái thuốc này nó nguy hiểm như thế nào. Ông ta nói, tôi đây có đứa con là 5 năm về trước đã bị chết, bị chết về cái thuốc độc phẩm Pharaoh này. À, tôi biết rõ, tại con tôi lúc đó là họ dùng thuốc gì đó, con nít, rồi sau khi đó bị overdose, thuốc quá nặng lật luôn. Và tôi biết rõ là cái này nó nguy hiểm như thế nào đây là rất là uh, quan trọng chúng tôi coi cái chuyện này uh, đang xảy ra is... ở ngay thành phố Fulton County thì nhận rất là nhiều thơ từ kêu bằng thơ từ mà đe dọa kể từ hồi lúc mà tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ từ hồi lần rồi tới bây giờ. Đó là cũng cái thành phố mà của ông cụ tổng thống Donald Trump trong lúc này là đang bị truy tố, sắp sửa lên tòa đó, lên tòa nằm ở bên Georgia. Đó là cũng thành phố mà nhận được rất là nhiều thơ đe dọa trong lúc này. Ông Trump và 18 người khác, đây là 18 người dính dám tới cái chuyện mà uh, ở trong 18 người này đó có một số người là ngay bây giờ là xin là nói là họ sai rồi tùm lum hết trơn đó thì đây là một trong 18 người nói dính dám tới cái chuyện là mấy người này đổi thừa là thay đổi phiếu bầu rồi tùm lum nhân đó ông trump là chưa có nhận tội đó À, trong lúc này có rất là nhiều người trên Hoa Kỳ đang sửa soạn cho những cái bầu cử sắp tới, làm cho rất là nhiều người cũng đang lo ngại à, về những cái lá thơ mà gửi tới. Đó là những người làm chuyên môn coi kiểm soát những phiếu bầu thì bị đe dọa rất là nhiều kể từ hồi lúc mà năm 2020 tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ tới bây giờ thì cái chuyện mà đe dọa liên tục xảy ra. À, tính ra đã 3 năm về trước, tới bây giờ thì chúng tôi nhìn thấy người ta gửi thơ đe dọa tới rất là nhiều đối với của nằm ở bên cho um, chẳng. À, họ gửi thơ, họ đe dọa, rồi họ dùng đủ cách hết chân đó để mà nói À, là lại về cái chuyện mà phiếu bầu bị thay đổi thì tới ngày hôm nay sắp tới bây giờ đang lo ngại nữa.